Những thực phẩm giàu protein hơn cả trứng. Đậu xanh chứa 24% protein trong mỗi 1g. Ngoài ra, chúng cũng chứa các dưỡng chất cần thiết khác như kali, sắt, vitamin C và chất xơ. Đậu gà, chỉ cần một chút đậu gà là đủ để đáp ứng nhu cầu cần thiết của cơ thể. Bởi vì nó có hàm lượng protein rất cao và cũng có thể kích thích cơ thể sản sinh ra hormone prolactin, hormone kích thích túi mật sản sinh ra mật. Thêm vào đó, nó có thể làm giảm viêm đường ruột. Hạt gai dầu là loại ngũ cốc có chứa tới 6,3g protein chỉ trong 2 muỗng canh. Thêm vào đó, chúng có nhiều axit alpha linoleic và axit béo omega 3 tốt cho sức khỏe. Đậu nành Nhật Bản. Loại đậu này có tên edamame, là một loại thực phẩm phổ biến ở Nhật Bản. Chúng chứa tất cả các axit amin thiết yếu theo yêu cầu của cơ thể, cùng với các axit amin cần thiết cho việc xây dựng cơ bắp. Format cheddar, hương vị của format cheddar rất ngon và là một gia vị phổ biến trong hầu hết các món ăn nhẹ của trẻ em. Và trong khi tất cả format có nhiều chất đạm, thì loại format này đặc biệt tốt cho sức khỏe vì nó chứa rất nhiều chất béo lành mạnh, vitamin D và canxi. Đậu đen giàu protein, nửa cốc có chứa 7,3g protein, đậu đen cũng giàu chất béo có lợi cho tim và não, làm tăng sức mạnh của não. Đậu đỏ là một cây họ đậu protein cũng rất giàu chất xơ. Thêm vào đó, các loại đậu này có khả năng làm giảm mức đường trong máu, rất tốt cho người bị tiểu đường. Bơ đậu phộng, với chất béo tốt cho tim và não, bơ đậu phộng là chất thay thế protein hoàn hảo cho người ăn chay. Trong thực tế, 2 muỗng canh bơ đậu phộng chứa tới 8g protein. Quinoa là một loại ngũ cốc không chứa gluten. Nó giàu chất xơ và cũng là một loại protein hoàn chỉnh như đậu edamame bởi vì nó chứa tất cả các axit amin thiết yếu, bao gồm L-arginine là chất cần thiết cho việc sản xuất các cơ trong cơ thể. Sữa là thức uống có độ đạm cao mà mọi người nên đưa vào chế độ ăn kiêng hàng ngày, trừ những người không dung nạp lacto. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều axit béo canxi và omega 3. Theo VOV, ha ha ha, 问什么的说。